không có chuyện làm nhà nữa mọi người ạ. Việc này là mình chỉ ở nhà mình ngồi mát thôi, mình đợi vào nhà ở thôi, thì cái quan điểm như thế khiến rất nhiều khán giả bức xúc, và trong đó có cô Vân, trong đó có anh em mình và rất nhiều bác khác nữa. Khi mà Khâm nói chuyện với các nhà hảo tâm là các bác không khỏi tỏ ra bức xúc về cái vấn đề này. Thì khi mà vợ bố con cái vã như thế này thì lại em anh Nu này anh lại xuất hiện, anh bảo là anh cho anh dế đất ở khu vực dưới này, em thò vừa vào này đấy. Nhưng mà lại với một cái điều kiện bảo anh em thế này, không trực tiếp bảo với Khâm đâu. Thôi, sao để đây nhiều rác thế? Đốt đi nhá. Cái này thì chỉ có đốt đi thôi nhá. Đốt đi hết xong là em hất xuống dưới hoặc là đào một cái hố nhỏ. Từ từ đốt thì tí nữa đốt sau. Anh dặn thế. Chồng là đi với anh lắp cửa đúng không? Mến chào ông bà, cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Chiều nay thì Khâm vẫn đang có mặt tại nhà của Trơ Phụ Xây, do rằng là đội thợ cơ khí lại quên mang cái khung cửa sắt lên. Hiện tại là vừa một lúc rồi, đi với em Trơ để đi trở lại cái kia vào. Đấy, thì bây giờ đang đợi để mà lắp nốt cái chỗ đấy. Nhân tiện là đang còn ở đây thì còn một chút cái công việc chia sẻ nữa. Con lợn bé đi đâu rồi? Chết rồi. Sao lại chết? Nuôi không được à? Em để đây nắng quá là chết. Thế là lấy ở đâu về nó lại chết? Mua của báo á? Báo nào? À báo kia, không phải báo anh đâu gì. Không phải. Ok, quay về đây chào các ông các bà nào. Em thò chào các cháu, thò chào các ông các bà. Cháu chào các ông các bà. Cháu chúc các ông các bà mạnh khỏe. Rồi. Đang cùng nhìn ngắm lại cái mảnh đất nhỏ này mà gia đình Trơ Phụ Xây có nhã ý là tặng cho anh Dế để làm nhà mọi người ạ. Thế thì về việc của anh Dế thì không, mấy hôm rồi không cũng không có video liên quan đến sự việc sau khi rằng là lùm xùm giữa bố với con, bố, con, mẹ, xong là anh em. Thực ra thì càng tìm hiểu sâu vào thì gia đình anh Dế mình cảm thấy là càng có những cái sự phức tạp nhất định. Và các bác không, không nhắc đến, không phải là Khâm lờ đi hay là Khâm không trả lời những cái thắc mắc của mọi người hoặc là những cái góp ý của mọi người đâu. Các bác nếu mà chưa xem thì mọi người quay lại xem từ cái chuỗi video, hai video thôi. Cái video mà anh Dế anh khóc lóc như mưa. Tiêu đề không phải để là như mưa, bởi vì có dặn có dỗ cũng không nín. Đấy là bố không cho đất ở. Về đây khóc với Khâm thì Khâm muốn Khâm lên để Khâm tác động với bố. Sau đó thì cái hướng như thế nào để giải quyết. Đúng thật thì là hôm đấy cũng có lên. Thì mọi người lại tiếp tục xem cái video sau đấy là gặp mặt bố mẹ, đặc biệt là bố. Lúc đầu thì còn nhỏ nhẹ thôi, càng về sau càng tranh luận thì nó càng ra những cái câu chuyện nó phức tạp ra. Thì sau đấy thì khi mà video không ghi hình nữa thì Khâm vẫn còn ở lại. Hôm đấy thậm chí là ở lại đến chiều tối luôn cơ. Nói chuyện với anh Dế, nói chuyện với lại gia đình. Không phải rằng là lúc căng thẳng thì mọi người bảo Khâm không giúp anh Dế đâu. Khâm lên là thứ nhất là muốn biết thái độ của bố là làm sao, quyết định của bố như thế nào. Thì nói thì là bảo là không cho đất. Nhưng vậy sau động viên thì bảo là được thì cho, nhưng bản thân Khâm thì yêu cầu rằng là phải ký giấy tờ, có cán bộ về chứng kiến. Thế cuối cùng thì là bố bảo là nếu mà ký giấy tờ thì không chịu đâu, thì phải ký giấy tờ thì phải bán. Thì tức có nghĩa rằng lộ ra cái mọi người hay thường nói là lộ ra cái đuôi. Cái đuôi ở đây thì là ông, nếu mà ông cho như thế, ông chả có giấy tờ gì ấy, thì sau này anh Dế chỉ cần gọi rằng là làm gì không vừa lòng ông thì là ông có thể là đòi lại đất.
Đấy, mà đòi lại đất thì mình đã xây nhà lên rồi thì chẳng khác gì rằng là đòi lại cả cái nhà của mình, đúng không ạ? Thì mình là gì, mình bê cái nhà đi chỗ khác được. Đòi lại đất thì bây giờ lấy đất thì cái nhà mình nằm ở trên đấy rồi, thì là mình lộ ra một chút, đó là cái sự vô cảm của bố. Đấy, hôm nọ Khâm nói vô tâm, tuy nhiên là các bác góp ý cho là vô tâm thì cũng không phải, vô đây là gọi là vô cảm. Con mình đẻ ra mà không thương thì cái việc là ký giấy thì ông không chấp nhận thì ông đòi 15 triệu. Mà hôm đấy Khâm ở đấy Khâm cũng hơi bức xúc, thì Khâm mà 15 triệu thì một đồng Khâm cũng không mua. Bởi vì lý do tại sao bố đẻ ra con không phải là con nuôi hay là con gì cả mọi người nhé, không phải nhặt ở đâu về đâu, mà là bố đẻ ra ba anh em trai, một đứa con gái đi lấy chồng, đấy, đi lấy báo em bây giờ ấy, thì đều là đứa con của ông hết. Thế mà ông thấy anh em mình thứ nhất thì là có vẻ là muốn lợi dụng lòng tốt các nhà hảo tâm, nghĩ rằng là các nhà hảo tâm đến cho như thế nhiều tiền là bắt đầu là đất là phải điều kiện này nọ tiền. Trên thực tế cái mảnh đất đấy, thưa với các bác, thì nó là nằm trên đồi, nó một diện tích nhỏ thôi, chưa chắc là chưa đến được 40 m2. Bởi vì ước chừng cái nhà Khâm đo nếu mà làm hết được thì 8 x 4 thì 32 m2 thôi. Mà đất thì ở trên đồi, chỗ đấy mà bảo 15 triệu ai mà chấp nhận được. Đấy, nếu mà ông có muốn lấy tiền, ông có khó khăn cực độ ấy, thì phải trình bày rằng là chỗ đất này định giá lên mà nó là 5-7 triệu gì đấy. Sau đó thì là khó khăn mọi thứ như này thì bây giờ là, hoặc là ngày trước ông mua về thì ông bây giờ ông chia cho con thì ông muốn là với cái giá này để ông lấy tiền là trang trải bệnh ốm đau bệnh tật hoặc là có việc gì. Thì cô Vân và tất cả các nhà hảo tâm thì không nghĩ rằng là mọi người không bỏ qua đâu, nghĩa là không bỏ rơi những hoàn cảnh đang cần sự giúp đỡ đâu. Nhưng ở đây thì ông muốn là ông lấy tiền đấy, ông bán đất cho con trai thì việc cũng bức xúc quá, thì là Khâm bảo một đồng Khâm không mua. Rồi là bố con cãi nhau thôi, con thì muốn đi càng xa càng tốt, có các bác cũng góp thì dế thì cũng, các bác bảo dế thì cũng không về vừa, nó cũng ôn lão, tại sao bố mà lại gọi là nó. Ra người Mông thì có lẽ là bác xem video của Khâm từ thời 2022 đến giờ thì thường thường là họ cũng đại từ nhân xưng đơn giản lắm, nhưng cái tiếng Anh thôi, it là nó mà. Thì là tôi, bạn đấy, it hoặc là you hoặc là me gì đấy, thì tiếng Mông cũng thế thôi. Tiếng Mông thì tao mày, nó cũng như kiểu tiếng Anh ấy. Rồi là nó, thì dịch nói ra tiếng Kinh thì nó hơi gọi là tiếng phổ thông ấy, thì tiếng Việt của mình nó đa ngôn ngữ mà, thì là đa dạng phong phú mà, thì nó hơi thô thật. Ở đây nó thì không phải là anh dế anh thái độ với bố đâu, mà là cái xưng hô của họ như thế rồi. Nói ra thì thô nhưng thực tế trong tâm tâm là không phải gọi bố là nó thì là nó bất hiếu cái gì đâu. Thì không một lần không trả lời các bác. Cái thứ hai thì là việc rằng là anh điều khiển bố đi vác củi như thế, như nhiều bác nói là cũng không phải. Thì không bênh anh dế mọi người nhá. Bảo bố đi vác củi trời mưa, một bó củi để bố vác đi vào chỗ râm, để làm sao là mưa xuống không ướt để đun. Thế thì ông bố ông cũng hậm hực là mày là con trai mà mày lại đi bảo bố làm. Thì chắc có lẽ là anh dế không biết nói. Nếu như Khâm bảo bố thì Khâm cũng phải bảo là trời sắp mưa thì mắt con không tốt, thì con sợ là đi trơn thì con ngã đấy, chân tay con không khỏe chẳng hạn, thì bố xem là cái đống củi kia khô thì bố con nhấc vào. Nói như thế thì bố nào giận đâu. Thì chắc có lẽ là lúc đấy bảo bố thì bảo là thấy củi ướt rồi, mang đi vào trong nhà đi. Thế nói thế thì mình là bố hay con mình bảo như thế thì đối với các bác cũng thấy cũng không hay thật. Con cái lại đi điều khiển bố thì gọi rằng là không biết cách nói chuyện, thì sinh ra cái cuộc cãi vã vừa rồi. Quanh đi quẩn lại nãy giờ là Khâm hơi dài dòng. Chốt lại thì bây giờ là tình hình như thế nào, đúng không? Các bác muốn biết là tình hình bây giờ là như thế nào. Ở đây Khâm lại chia sẻ thêm một chút nữa, thì là em trai của anh dế là Nô. Nô bà toa nghe bây giờ đi đâu rồi? Thò về đây. Đi làm ở đâu? Hôm nay đi bắt lợn không? Không biết.
anh Nô kia thì là 29-30 tuổi. Đấy. Thế thì anh ấy bảo cho đất của anh Dế à? Nó bảo cho. Cho ở chỗ nào? Cho chỗ kia. Ừ. Thì từ trước đến giờ chả thấy có ý định mà là cho đâu. Nhưng mà ở gần đường xe không? Gần đường à? Gần đường xe ô tô hay là gần đường xe máy thôi? Ô tô. Ô tô luôn? Ừ. Đoạn nào? Qua nhà anh Báo đi vào trong hay chỗ nào? Trong... ngã ba, qua đoạn ngã ba kia. Vâng. Các bác tưởng tượng con nhớ cái xe vật liệu của mình lên thì có một đoạn ngã ba, một đường là rẽ xuống dưới là xuống khu nhà anh Báo, một đường là lên nhà trên xóm này chơi vụ xây, và một đường đi thẳng vào trong, đúng không? Vâng. Là cứ đi thẳng vào trong. Vâng. Xa không? Xa hay gần? Vâng. Cũng gần gần thôi đúng không? Vâng. Đấy, thì nói chung là xuất hiện thêm anh Nô, đợt rồi là cũng về đây giúp mình. Làm giúp, không phải giúp mình mà giúp em trai thôi, chơi vụ xây thôi, đào nền thì các bác cũng có thấy, giúp chở vật liệu một vài hôm. Thì đấy là người anh thứ hai của chơi. Mà cái anh này là đang hiểu lầm anh em mình công tác thiện nguyện ấy, là các chú lên đây làm thì phải tự mình làm hết, còn người được giúp đỡ chỉ việc khoanh chân ở nhà vào ở thôi. Thì cái câu này nói như thế thì Khâm cũng không ngại chia sẻ đến cộng đồng đâu. Bởi vì họ đang hiểu sai, không gặp, không sẵn sàng, không chia sẻ. Họ nghĩ rằng anh em mình đến đây là phải có trách nhiệm giúp, họ chỉ việc ở thôi, như thế là sai. Bởi vì chơ phụ xây gọi anh này đi hỗ trợ vật liệu. Thế thì anh này bảo là đấy, không phải việc của mình. Việc này là mình chỉ ở nhà, mình ngồi mát thôi, mình đợi vào nhà ở thôi. Thì cái quan điểm như thế khiến rất nhiều khán giả bức xúc. Và trong đó có cô Vân, trong đó có anh em mình và rất nhiều bác khác nữa. Khi mà Khâm nói chuyện với các nhà hảo tâm là các bác không khỏi tỏ ra bức xúc về cái vấn đề này. Thì khi mà vợ bố con cái vã như thế này thì lại em anh Nu này anh lại xuất hiện, anh bảo là anh cho anh Dế đất ở khu vực dưới này, em thò vừa vào này đấy, nhưng mà lại với một cái điều kiện bảo anh em thế này, không trực tiếp bảo với Khâm đâu, nhưng mà lại bảo với anh Dế lại truyền tải lại cho A Mỹ lại truyền tải lại cho Khâm là bây giờ tôi cho mảnh đất cũng ở bên Tà Luy Âm như này này. Đấy. Nhưng hai ông kia xây nhà thì bắt buộc là phải đổ khung cứng ở dưới, sau đó là xây nhà lên bằng mặt đường, đổ bê tông ấy, và xây nhà hướng quay ra đường. Cái này thì các bác nhớ đợt mình làm nhà chơi phụ xây không, thì các bác cũng góp ý cho Khâm là đổ khung cứng, sau đó là đổ bê tông trên, là xây nhà mở cửa ngang bằng ra mặt đường, giống như mấy cái nhà của các anh cán bộ gần nhà chơi máy ấy. Thế thì điều kiện là như thế, đặt ra điều kiện như thế. Khâm chưa biết miếng đất như nào, Khâm cũng chưa đi xem luôn, Khâm cũng chưa báo với cô Vân luôn. Thì thấy anh Mỹ gọi lại như thế, bảo là nếu mà cho thì bắt buộc phải xây cái nhà như thế. Thế Khâm thắc mắc bảo là nếu đã cho thì đừng có đặt điều kiện, cho thì phải có giấy tờ ký tá, và nhà thì xây như nào là do anh em mình. Cái thứ hai là phải do điều kiện kinh phí, bao nhiêu tiền xây nhà bao nhiêu. Đấy. Giả sử như cô Vân giúp 60 triệu và cái kinh phí đi chữa mắt về còn dư 25 triệu là có 85 triệu đúng không ạ? Thì mình chỉ có thể là xây được một cái ngôi nhà nhỏ thôi. 85 triệu thì làm nhỏ một phòng, rồi là một bếp, một phòng khách, một nhà vệ sinh thì có thể là vẫn tôn xốp chát lát được bình thường. Vẫn làm được mọi người ạ. Nếu như là cái vận chuyển vật liệu không khó khăn, nếu như ở dưới kia. Nhưng mà cái anh Nô này, anh lại yêu cầu anh em mình là phải đổ khung cứng, phải làm này, có phải làm cho anh Nô không? Thì mọi người hiểu ra cái vấn đề một chút không ạ? Đó chính là Khâm lại nghĩ là nếu như thế thì trong đầu anh này sẽ có một cái tính toán sau này. Đó là giả sử như anh Dế không may mắt càng ngày càng kém đi, bệnh tật, không vợ con, không ai chăm sóc, thì ai sẽ là người lấy ngôi nhà này? Đấy, câu hỏi ở đây Khâm có lẽ là nó nhạy cảm, Khâm sẽ không nói, để các bác khán giả mọi người xem tự đoán thôi. Đấy. Mà yêu cầu như thế thì mình nghĩ rằng là anh em mình không chấp thuận được. Đầu tiên không chấp thuận được rằng là cái việc các hoàn cảnh mà mình làm nhà cho muốn đặt điều kiện với mình, muốn điều khiển mình thì Khâm đã không đồng ý rồi. Cái thứ hai là không chấp thuận được vì kinh phí. Cộng 85 triệu vào thì làm sao mà đủ làm được một cái nhà như thế. Đấy. Thì là Khâm không, hai lý do này là đã đủ mình để mình không chấp thuận rồi.
Mà cái nữa thì là tại sao lại phải bắt buộc anh em mình làm như thế, mà trong khi ông nô ông ở đâu làm cho ông dễ cơ mà. Đấy. Tại sao lại lúc đầu này chơ bố không cho, rồi là mọi thứ thì chả thấy ông nô xuất hiện, đến cái lúc cãi vã, cuộc cãi vã nó vang trời lên thì ông nô ông xuất hiện và ông cho đất, nhưng mà yêu cầu anh em mình. Thì thật sự là Khâm là cũng là người có một chút va chạm và hiểu biết, thì mình cũng không thể nào mà mình theo cái câu chuyện của gia đình anh Dế được. Thế thì chia sẻ thêm để cho các bác hiểu cái cuộc tìm hiểu và làm việc vừa rồi của Khâm đối với gia đình anh Dế. Không phải là Khâm không giúp, mà là Khâm tìm hiểu hết tất cả mọi khó khăn rồi Khâm báo với cô Vân. Sẽ có bác bảo tại sao miếng đất Khâm đang đứng này anh Dế không lựa chọn. Mọi người có biết tại sao không? Hôm nọ sơ bộ là Khâm có nói một chút ở nhà anh Báo ấy, thì chắc có bác xem kỹ là mọi người cũng biết rồi. Cái chỗ đất này là trước là phơi xác của bà nội các bé đúng không? Thò biết không? Lúc mà làm đám ma ở đây Thò có đã về đây lấy chồng chưa đúng không? Ờ, thì Thò chắc chưa biết. Thì chính cái chỗ này này là đám ma của bà nội ba bé. Bà nội nhé, không phải bà cụ nhé, bà nội ba bé, vợ của ông nội mất rồi đấy, là về phơi xác ở đây. Các bác nào muốn biết về phơi xác, mọi người có thể search trên mạng hoặc mọi người có thể search trên kênh của cháu Khâm xem video của em Nu mà ở cùng con một cái túp lều trên ngách đá ấy, là em ấy treo cổ và em ấy mất đi. Và anh em mình cũng có lên quay đám ma và cũng có lên quay những cái đoạn phơi xác. Thì mọi người thấy là họ sẽ khiêng can tài đến đây. Có dân tộc thì họ sẽ bỏ hẳn ra, họ phơi chán chê. Rồi là có dân tộc thì họ mở cho vào áo quan, nhau bắt đầu họ mở ra họ phơi thôi. Thì mọi người có thể xem cái tục phơi xác như thế nhé. Thì cái tục phơi xác này đối với bà con người Mông là kiêng kỵ. Nếu như đặt ở đây thì nó được coi là gần như là cái huyệt mộ của người chết luôn, chứ không phải là đem đến mộ nữa. Thế thì như Khâm là người Tày hay các bác là người Kinh chẳng hạn, thì chắc chắn là mình đi xây nhà là không bao giờ mình xây lên trên mộ người khác rồi. Nếu có bất khả kháng thì vẫn phải làm cái lễ gì đó, rồi là chuyển cái mộ đấy đi, rồi là tất cả mọi thứ cúng bái mọi thứ cho tâm mình bình an đi, sau đó mình mới làm nhà được đúng không ạ? Thì người Mông thì đã đặt cái phơi xác ở đây thì coi như cái đây là cái điểm huyệt mộ thứ nhất, rồi mang đi chôn thì mới gọi là cái huyệt mộ thứ hai thôi. Thì cái chỗ này thì là người sẽ không được ở nữa, ông nào mà ở thì sẽ ốm đau bệnh tật liên triền miên này nọ đấy, sơ sơ là như thế. Thì ngoài cái lý do rằng là anh Dế bảo là em ít nương, được rồi, công nhận. Cái thứ hai là muốn ở gần bố mẹ để tiện là chăm sóc nhau. Bố mẹ thì càng ngày càng già, anh Dế thì mắt càng yếu thì tiện chăm sóc nhau. Hai cái lý do đấy thì hôm nọ mình cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng mà ai ngờ rằng còn một lý do đặc biệt quan trọng nữa là cái chỗ này là cái chỗ phơi xác của bà nội các bé. Nên là anh Dế cũng có nói thầm với anh em mình thôi, là bảo là chờ nó muốn cho đấy, nhưng mà anh kể cả là có điều kiện đào ra thì anh cũng không dám ở. Người Mông kiêng kỵ như thế, mong các bác là cũng thông cảm cho cái luật lệ của họ. Họ kiêng như thế thì anh em mình cũng không biết xử lý thế nào cả. Thành ra thì là chỗ đất này cũng không thể để anh Dế ở. Thì Khâm mới trình bày hết tất tần tật cho cô Vân, nhắn tin qua Viber. Cô cũng xem và cô trả lời luôn cho anh em mình. Chắc có lẽ mọi người xem video này là đợi đến cái giây phút này của cháu Khâm đúng không ạ? Để xem cô Vân nói gì. Là cô Vân giận mọi người. Giận. Cô xem cô giận, cô bức xúc. Vì bố anh Dế. Vì em trai anh Dế. Em Nu. Đấy. Người thân mà mọi người là cứ đối xử không tốt với nhau, rồi là vụ lợi này nọ, muốn lợi dụng các nhà hảo tâm, rồi là nói xấu anh em mình. Đấy, có một cái nữa là cô Vân cũng rất là thương anh em mình, là anh em mình đã đi làm như này, cầu nối với các nhà hảo tâm. Các nhà hảo tâm phải tin tưởng thì cô Vân mới đồng hành được với cháu Khâm 2 năm qua. Thế mà anh em mình lại bị một người mới gặp được một thời gian mà mình giúp đỡ con của họ rất nhiệt tình như thế, mà họ
lại còn nói anh em mình nói xấu như thế. Không cảm ơn được thì thôi mà còn nói xấu, thì cô Vân thay anh em mình cũng rất bức xúc. Thế cô Vân quyết định tạm dừng lại mọi hoạt động của anh Dế hết. Tức nghĩa là không có chuyện làm nhà nữa mọi người ạ. Rất nhiều khán giả là comment trên kênh là không làm nhà nữa. Bố đã như thế thì không làm nhà nữa. Để cho anh Dế tiếp tục là ở cái túp lều nhỏ với bố, hoặc là chuyển ra túp lều của Trơ Phụ Xây. Thế thôi. Bây giờ anh Dế thứ nhất là không vợ, không con. Và nói là cái cô kia về nói là vợ chứ có ai công nhận là vợ đâu. Thì cô Vân nói rằng là không làm nhà cho nó. Làm nhà cho thì nó cũng ở và ăn ngủ với người đàn bà kia thôi, không phải vợ. Thế thì làm để làm gì? Khâm cũng có đề xuất là nếu mà được thì mua lại nhà A Báo, đất nhà A Báo cho cô Vân, cũng chỉ gọi là xem xét thôi. Xem xét thời gian tới A Dế thế nào, bố con nhà A Dế có gọi rằng là xin lỗi anh em mình hay không, xin lỗi các bác nhà hảo tâm hay không. Cái thành tâm ấy, xem là bố mẹ của bố của Trơ, bố của Dế thì sẽ xem xét lại. Còn về hiện tại bây giờ là hôm nay anh Dế là không ở nhà mọi người nhé. Khâm cũng gọi điện cho anh Dế luôn. Thì anh thông sáng nay khi mà nói chuyện với cô Vân rằng là Khâm thông tin với anh Dế luôn là tạm dừng mọi hoạt động của anh nhé. Cô Vân khả năng là sẽ không hỗ trợ anh làm nhà để thời gian tới xem xét mọi thứ. Thì ông một cái là ông đi đâu? Thỏ về đây. Không nắng à? Đứng ở đây. Anh Dế đi đâu rồi? Trả lời. Anh Dế đi theo người yêu. Đi theo người yêu. Đấy. Nói thế thôi. Thế là đi bộ đi hay ai đón? Chẳng biết rồi. Ừ. Nó không có ai đón hay là nó lại đi bộ qua rừng đi? Nó đi bộ thôi. Đi bộ gì? Thế là báo tin cho như thế cái thì có bảo là ôi em ơi thế thì giúp anh bảo cô Vân thông cảm tạo điều kiện đến nó. Thực ra anh Dế thì không có lỗi đâu. Lỗi thì là do bố anh. Bố anh như thế thì phật ý các bác nhà hảo tâm. Anh Dế thì không phải là cô Vân không giúp, các bác không giúp. Cô Vân cũng có bảo là tới này nhờ cháu Khâm đi lấy nốt bệnh án, làm nốt cái chế độ người khuyết tật mắt cho anh ấy, và đi mua cho ấy 20 lọ thuốc nhỏ mắt, cũng như là cái số tiền còn dư thì trước mắt là cứ để đó đã. Ở đấy thì một phần là có tiền của cô Vân, có của các bác khác. Tất nhiên thì là cái đấy cô Vân không quyết, nhưng mà cái tiền còn dư ấy thì cô Vân mà tạm thời không cứ để đó cho anh sinh hoạt đã. Còn việc mà trách nhiệm với anh Dế thì giúp anh ấy lấy cái bệnh án về, sau đó thì là làm chế độ về cái mắt cho anh nữa. Thì cô cháu anh em mình gọi là tạm thời sẽ rút lui, và có khả năng nếu như không có gì thay đổi thì cô cháu mình sẽ rút lui mãi, không có giúp đỡ gì nữa. Bởi vì đấy không phải là trách nhiệm cô Vân, đấy không phải là trách nhiệm của các bác, không phải trách nhiệm của Khâm. Cô Vân cũng nói thẳng vậy luôn. Mình đang giúp đỡ, cô Vân đang cứu mang, cô Vân đang gọi là cứu cánh, cứu thế cho. Thế mà lại nghĩ rằng là đổ dồn trách nhiệm hết cho cô Vân hay là cho bất kỳ bác nhà hảo tâm hay là cho anh em mình nào. Thì cái đấy là sai. Thì gia đình nào còn nghĩ thế thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có sự giúp đỡ. Đấy, thì có lẽ bây giờ các bác biết rồi đúng không ạ? Chốt lại là đến thời điểm hiện tại cô Vân không hỗ trợ cho anh Dế. Cho đến một thời điểm nào đó là khi mà gia đình có thể là biết hối lỗi hay như nào thì cô xem xét lại thái độ nhé mọi người nhé, xem xét lại nhé, chứ không phải là dừng lại một thời gian rồi mới giúp nhé. Đây là xem xét lại đấy. Và cái số tiền đó thì trong video này có một thông tin là cô quyết định là chuyển sang cho anh Nô Bỏng Tay đấy. Tiền của nhà hảo tâm quyền cho ai là quyền của nhà hảo tâm. Vì vậy mà cô sẽ ủng hộ thêm cho anh Nô 40 triệu nữa là tròn 100 triệu. Và cô và anh em mình lên kế hoạch làm nhà cho anh Nô Bỏng Tay. Các bác tóm lại thì A Dế thì không giúp được anh cái nhà, nhưng mà anh em mình, cô Vân và các bác đã giúp để cứu được cái con mắt hiện tại. Chứ không là qua năm nay có khả năng là cũng mờ dần đi. Mình chưa nói là mù hẳn, nhưng mà năm sau nữa thì anh sẽ bị mù. Nên là anh em mình đã giúp được con mắt, cô Vân đã giúp được con mắt.
thì mọi người cũng rất là vui. Còn cái việc ngôi nhà, không có được ngôi nhà thì cũng là do gia đình anh ấy thế này thì nó không tốt thôi. Thì là không thể trách ai được. Đấy, mọi người đừng trách ai nhé. Không biết rất là nhiều bác quý mến anh Dế, nhưng không nghĩ rằng là nếu như có duyên, nếu như mọi thứ đủ, duyên đủ thì anh Dế vẫn có thôi. Còn không có thì chắc có lẽ là cũng hết rồi. Thế là hôm nay không phải làm một cái video, đáng lẽ là sẽ có cả anh Dế nữa để thông tin, để xem anh Dế nói cái gì đối với mọi người, để xem là tình hình như nào. Nhưng mà thái độ anh Dế ngày hôm nay thì anh em mình cũng không được vui lắm. Anh em mình sáng thông tin cho như thế thì là cũng cúp máy, sau đó là cũng buồn, sau đó là cũng đấy, một cái là không biết là đi theo đường nào, là cứ thế đi thôi, không chào không biệt, là cứ thế đi. Ở tin này từ đây lên nhà của người yêu thì không phải là gần đâu, xa đấy, mắt mũi như này mà cứ men men theo cái đường rừng là không biết rơi ở đâu đấy, thì không nghe anh em mình lắm. Thế thì mắt chưa khỏi mà cứ lao đi chỗ này chỗ kia, mà cái vấn đề yêu đương trai gái phụ nữ là không quán triệt từ lúc đầu rồi. Các bác góp ý cho là mình đã quán triệt lại cho rồi mà cứ vẫn là thiếu nhau là không được. Như thế là anh em mình cũng thấy rằng là anh Dế là cũng không được điểm anh em mình lắm. Nếu biết tin như thế mà hôm nay là chờ không lên đây, sau đó là về đây gọi rằng là bằng cái hối lỗi hay là này nỉ, anh ấy thì không có lỗi đâu, nhưng mà có thể gọi rằng là bảo bố hay là em trai mọi người về đây cùng nói chuyện, cùng gọi là đứng ra nhận những cái sai, rồi là xin ý kiến anh em mình, quay lên xin cô Vân để cô Vân gọi là lấy lại tình cảm hay là lấy lại cái điểm để giúp anh ấy. Nhưng mà không có, mình báo như thế cái là cũng vụt tắt đi luôn. Thế thì mọi người và anh em biết làm sao để giúp đó. Chắc là cũng thế thôi mọi người ạ. Không trình bày nhiều thì lại thành nói nhiều quá. Nhưng không nói thì cũng sợ các bác là cũng còn thắc mắc. Bởi vì dịp tới lễ mùng 2 tháng 9 nữa thì nghỉ mấy hôm nữa các bác lại không thấy video lên sóng nữa. Thì các bác lại bảo là cãi nhau một cái thì cháu không cũng chả thấy thông tin cho các bác biết được là tình hình ra sao rồi. Rồi là bố có cho đất hay không, hay là tình hình của anh Dế như thế nào, hay là cô Vân có giúp đỡ hay không. Thì trong video này thì không chia sẻ như vậy thôi, cho tất cả mọi người cùng biết. Thì anh Dế sẽ chờ một cái duyên, có hoặc có thể có hoặc có thể không. Đó. Và anh Dế nếu có khép lại thì anh Nô bỏng tay sẽ là một cái hành trình, một cái ngôi nhà tiếp theo, được sự tài trợ chủ đạo từ cô Vân. Có lẽ là đến đây thôi. Video anh em mình xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo. Mọi người cùng để lại tất cả những ý kiến trên phần bình luận để cháu Khâm cùng đọc, cùng chắt lọc, cùng ra cái kết luận cuối cùng.